Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Các nước Baltic kêu gọi NATO tăng cường an ninh khi trùm Wagner đến Belarus. Mỹ tung đòn trừng phạt nhằm vào túi tiền của nhóm Wagner. Ngoại trưởng Ukraine tiếc vì ông trùm Wagner từ bỏ nổi loạn quá nhanh. Nga chuẩn bị xem xét dự luật về công ty quân sự tư nhân. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko vừa xác nhận người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus. Ông Lukashenko nói tại một sự kiện ở thủ đô Minsk, Belarus rằng, như tôi đã hứa, nếu ông ấy muốn ở đất nước chúng tôi sẽ giúp. Đương nhiên chi phí là do phía họ chi trả. Belarus giáp với các thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Ngay sau khi thông tin ông trùm Wagner đến Belarus được đưa ra, Latvia và Lithuania đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, củng cố biên giới phía đông của khối vì lo ngại rằng công ty Wagner có thể sẽ thiết lập một căn cứ mới ở Belarus, theo hãng tin Reuters. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này sẵn sàng tự bảo vệ mình trước mọi đe dọa. Sau cuộc gặp ở The Hague với ông Stoltenberg và lãnh đạo 6 quốc gia thành viên NATO, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda cho biết, nếu Wagner triển khai lực lượng ở Belarus, tất cả các nước láng giềng sẽ đối mặt nguy cơ bất ổn, thậm chí còn lớn hơn. Ngoại trưởng Lithuania, ông Gabrielius Landsbergis cho rằng, tốc độ lính Wagner tiến tới Moscow hàng trăm km chỉ trong một ngày cho thấy cần phải tăng cường phòng thủ cho các quốc gia vùng Baltic. Ông nói, biên giới của các quốc gia chúng ta chỉ cách hoạt động đó hàng trăm km, nên có thể mất 8 đến 10 giờ để họ đột ngột xuất hiện ở đâu đó tại Belarus, gần Lithuania. Điều này đang tạo ra một môi trường bất ổn và khó lường hơn cho khu vực của chúng ta. Chúng ta cần phải hết sức coi trọng việc bảo vệ khu vực Baltic, nhà ngoại giao nói thêm. Nhận xét về việc trùm Wagner đã đến Belarus, Ngoại trưởng Latvia, ông Edgars Rinkevich nói, cần đánh giá động thái này từ một quan điểm an ninh khác, chúng tôi đã thấy khả năng của những người lính đánh thuê đó. Ông nói thêm rằng việc Wagner đến Belarus nên được thảo luận hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Cùng ngày, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng bày tỏ sự cần thiết phải củng cố sườn phía đông của NATO. Tờ The Guardian đưa tin, Tổng thống Ba Lan lưu ý, chúng tôi hiện đang tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO. Việc chuyển lực lượng Nga dưới hình thức nhóm Wagner cùng người đứng đầu nhóm này sang Belarus là một tín hiệu cực kỳ tiêu cực đối với chúng tôi, điều mà chúng tôi dự định sẽ thảo luận với các đồng minh. Wagner được thành lập vào năm 2014 và đã hoạt động ở nhiều nước tại châu Phi dưới danh nghĩa lực lượng quân sự tư nhân. Mỹ từng áp lệnh trừng phạt lên tập đoàn này và ông trùm Prigozhin liên quan tới các hoạt động của nhóm quân sự tư nhân. Cuộc nổi loạn ở Nga vừa qua lại càng khiến Wagner càng thu hút sự chú ý. Mỹ ngày 27 tháng 6 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các công ty mà Washington cáo buộc là tham gia vào giao dịch vàng bất hợp pháp để cung cấp tài chính cho lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 4 công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Cộng hòa Trung Phi và Nga bị cáo buộc có liên quan đến tập đoàn Wagner và ông trùm Yevgeny Prigozhin. Mỹ tố các công ty trên tham gia vào giao dịch vàng bất hợp pháp để tài trợ cho công ty quân sự tư nhân nhằm duy trì và mở rộng lực lượng vũ trang của Wagner cả ở Ukraine và ở một số quốc gia ở châu Phi. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của Wagner để làm suy giảm sự mở rộng và hoạt động của họ ở châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác. Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Andrei Nikolaevich Ivanov, một công dân Nga bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc là giám đốc điều hành của tập đoàn Wagner. Tuy nhiên, trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ có nói rằng các lệnh trừng phạt chống lại Wagner không liên quan đến vụ nổi loạn mà lực lượng quân sự tư nhân này thực hiện tại Nga. Phát biểu về vụ nổi loạn của Wagner, trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 27 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bất ngờ cho rằng nếu cuộc nổi loạn vũ trang của lực lượng Wagner ở Nga kéo dài thêm 48 giờ nữa thì nó sẽ làm mất tinh thần chiến đấu của lực lượng Nga đang tham chiến ở phía Nam và phía Đông. Ngoại trưởng Kuleba nêu quan điểm, thật tiếc khi Prigozhin bỏ cuộc quá nhanh, bởi vậy không có đủ thời gian để hiệu ứng mất tinh thần đó xâm nhập vào các chiến hào của Nga. Trong khi đó, đài CNN dẫn lời các quan chức phương Tây cho biết Mỹ và các đồng minh đã yêu cầu Ukraine đừng tấn công vào lãnh thổ Nga trong thời gian nhóm đánh thuê Wagner nổi loạn, nhằm tránh bị Moscow coi là Kiev ủng hộ nhóm này. Một quan chức phương Tây tiết lộ, phương Tây lo ngại Nga sẽ coi những vụ tấn công của Ukraine là hỗ trợ cho những kẻ nổi loạn và định thách thức chính quyền của Nga.
Theo CNN, thông điệp được chuyển qua các kênh cấp ngoại trưởng, thứ trưởng ngoại giao và đại sứ các bên. Ukraine đã được các đồng minh cảnh báo không được khiêu khích tình hình. Hãy tận dụng cơ hội trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đừng để bị lôi kéo vào các vấn đề nội bộ hoặc tấn công các cơ sở quân sự bên trong Nga, quan chức nói trên cho biết. Trang Axios cũng đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi một bức điện khẩn tới các nhân viên Bộ Ngoại giao nước này vào ngày 23 tháng 6, cấm họ bình luận về âm mưu nổi loạn của Wagner ở Nga. Trung tâm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trên đường Yonaya ở thành phố St. Petersburg tiếp tục hoạt động bình thường. Theo hãng thông tấn TASS, trung tâm thông báo trên kênh Telegram rằng bất chấp những diễn biến gần đây, trung tâm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường theo luật pháp Nga. Trung tâm tập đoàn Wagner là một tổ hợp các tòa nhà cung cấp chỗ ở miễn phí cho các nhà phát minh, nhà thiết kế, chuyên gia công nghệ thông tin, không gian sản xuất thử nghiệm và khởi nghiệp. Nhiệm vụ của trung tâm là cung cấp một môi trường thoải mái để tạo ra những ý tưởng mới nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của Nga, bao gồm cả những ý tưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các cơ quan tình báo của Nga đang điều tra xem liệu các cơ quan gián điệp phương Tây có dính líu gì trong cuộc nổi loạn của Wagner hay không. Ông Lavrov cho biết đại sứ Mỹ tại Nga Lynn Tracy đã trao đổi với các đại diện của Nga vào ngày 25 tháng 6 và đưa ra tín hiệu rằng Mỹ không liên quan đến cuộc nổi loạn. Đại sứ Mỹ cũng cho biết Washington hy vọng rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ được giữ an toàn. Khi được hỏi có bằng chứng cho thấy tình báo Ukraine hay phương Tây dính líu đến cuộc nổi loạn hay không, ông Lavrov nói rằng, tôi không làm việc tại cơ quan thu thập bằng chứng về các hoạt động trái phép, nhưng chúng tôi có những đơn vị chịu trách nhiệm điều tra những vụ việc đó, và tôi đảm bảo rằng họ đã nhận thức được vấn đề này. Cuộc nổi loạn của Wagner một lần nữa khiến Nga phải bàn đến việc đưa các công ty quân sự tư nhân vào lĩnh vực pháp lý. Ở Nga, những quân đội như vậy với quân số hàng chục nghìn người, có xe tăng, pháo binh nhưng không được quy định bởi luật nào cả. Về phần mình, Duma Quốc gia Hạ viện Nga hứa sẽ đệ trình lệ luật về công ty quân sự tư nhân để Quốc hội Nga xem xét. Hiện tại, các công ty quân sự tư nhân ở Nga không được cấp phép hoạt động nhưng cũng không bị cấm. Khi các công ty quân sự tư nhân này hoạt động bên ngoài nước Nga, vấn đề này hoàn toàn không được nêu ra bởi vì đó là vấn đề luật pháp của quốc gia nơi họ đóng quân. Còn bây giờ thì câu hỏi này được đặt ra cho chính nước Nga. Tại sao cần phải có luật về công ty quân sự tư nhân và điều gì có thể thay đổi luật về BMC nếu Duma Quốc gia thông qua? Ông Alexander Mikhailov, người đứng đầu Cục Phân tích Chính trị Quân sự Nga cho biết, đây là vấn đề nhức nhối từ lâu. Các công ty quân sự tư nhân với hàng nghìn người có vũ khí vẫn đang hoạt động trong lãnh thổ của Nga mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Và để tạo ra một khuôn khổ pháp lý bình thường để tương tác với các cấu trúc của các cơ quan nhà nước, điều này sẽ phải giải quyết một loạt các vấn đề, chủ yếu là vấn đề về xã hội. Trên thực tế, các cựu chiến binh công ty tư nhân quân sự giờ đây không có quyền lợi gì. Làm thế nào để lưu giữ hồ sơ của họ và làm thế nào để cung cấp cho họ những lợi ích công cộng? Cho đến nay, dù ai trả tiền cho những người này thì họ cũng đang thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước. Các đại biểu quốc hội đã nhiều lần nêu vấn đề này nhưng chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Có lẽ do các công ty quân sự tư nhân chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ thuộc chính sách đối ngoại, bao gồm cả tính chất thương mại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!